When you come back again and attending in this show? I like the food. Food. Oh. Oh, wow. Chicken pho. Pho. Okay. Pho. How many bowls? Oh, at least six every day. Six every day. Đó có thở một ngày. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Good. Amazing. Yeah, you must. Papa. Giao hòa cảm xúc với phần thể hiện của 911 Band, ca sĩ Hồng Dương, ca sĩ Đức Phúc và nghệ sĩ Vũ Cát Tường đã khép lại một hành trình vô cùng ấn tượng, giao hòa cảm xúc giữa Đông Tây và đặc biệt là giữa quá khứ và hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Khang trong vlog nha. Bye.